Vị thế tựa lưng vào núi và hướng ra quốc lộ 18A, trụ sở tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là địa điểm lý tưởng, thuận lợi cho việc chiết nạp, vận chuyển và cung ứng khí dầu mỏ hóa lỏng. Với cơ sở ban đầu là một số cửa hàng kinh doanh ga từ năm 1993, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm, công ty ga Xuân Nghiêm được thành lập vào năm 2000. Nhạy bén trong tư duy thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi của người tiêu dùng từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu khí hóa lỏng, công ty đã xây dựng trạm chiết nạp từ năm 2005. Hiện nay với trên 200 đại lý cấp 2 và 30 cửa hàng bán lẻ cung cấp ga cho người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, đã chứng minh phần nào thành công bước đầu trong định hướng kinh doanh ấy. Khí dầu mỏ hóa lỏng, ga là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Các cơ sở kinh doanh phải được đầu tư trang bị đầy đủ, đúng tiêu chuẩn và quy chuẩn về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Khu nhà xưởng diện tích hơn 10.000 m2 này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản mà còn giúp công ty mở rộng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hướng tới mục tiêu kinh doanh an toàn, bền vững. Hệ thống tiếp nhận ga lên bồn chứa tự động được nhập từ châu Âu theo công nghệ kỹ thuật Đức và mới đây nhất, quý tư năm 2016, lắp đặt hệ thống máy nén khí nhập khẩu từ Hoa Kỳ, nâng cao mức độ an toàn, vệ sinh môi trường. Đẩy nhanh tiến độ sang chiết và giảm thiểu tối đa hao hụt ga. Hoạt động sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng, các quy trình, nạp ga vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trạm, xử lý sự cố, yêu cầu phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, nghiêm ngặt, đầy đủ từ cán bộ vận hành cho đến công nhân các bộ phận, tạo nên một hệ thống hoạt động liên hoàn và chuyên nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính gây hao hụt lượng ga là trong bình ga còn tồn dư tạp chất. Nguy hại hơn, tạp chất tồn đọng lâu ngày dễ gây bào mòn ruột bình ga. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép, thời hạn kiểm định định kỳ không quá 5 năm so với lần kiểm định gần nhất. Tại công ty ga Xuân Nghiêm, việc kiểm định chất lượng bình ga thường được tiến hành sớm hơn quy định để luôn đảm bảo không tồn đọng khí hay tồn dư tạp chất, sao cho trọng lượng và chất lượng ga khi đến với người tiêu dùng luôn đạt tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Ga là một trong những mặt hàng biến động giá theo thị trường. Nhiều doanh nghiệp lao đao, thậm chí phá sản khi không thể điều tiết được giá. Tuy vậy, trước các biến động lớn, công ty ga Xuân Nghiêm vẫn luôn giữ được tính ổn định và bền vững, được Bộ Công Thương xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng, được hợp đồng dài hạn về cung ứng nguồn nhiên liệu và là cổ đông chiến lược của công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc, được hưởng các ưu đãi liên quan. Kinh doanh ổn định, công khai giá và luôn đứng về phía người tiêu dùng đã giúp ga Xuân Nghiêm trở thành thương hiệu hàng đầu trong sự lựa chọn của người tiêu dùng. Với phương châm an toàn, chất lượng, phát triển bền vững, công ty ga Xuân Nghiêm luôn giữ vững được uy tín trên thị trường, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sang chiết và phân phối ga tại tỉnh Quảng Ninh.